Xin chào tất cả các anh chị tinh hoa AA miền Hồ Chí Minh. Trong năm 2020 vừa qua, chúng ta đã đối mặt với những điều vô cùng thách thức. Tuy nhiên, chúng ta đã vượt qua và đạt được những thành tựu vô cùng tuyệt vời. Tôi xin chúc cho tất cả các anh chị tinh hoa AA miền Hồ Chí Minh có được sự khởi đầu thật mạnh mẽ và thành công. Xin chúc tất cả các anh chị đạt MDRT, COT, DOT 2022 thật sớm. Miền Nam đã có một năm rất thuận lợi khi thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt về số lượng MDRT. Và tôi biết chắc chắn rằng anh chị còn có thể làm tốt hơn. Khi anh chị còn đang ở những bước đường chuẩn bị về đích, thì toàn bộ ban giám đốc công ty, toàn bộ bộ phận hỗ trợ dự án phát triển MDRT, AIP của chị Trương Bích Vân đã lên chúng ta những chiến lược và những hỗ trợ rất mạnh mẽ cho năm 2021, đặc biệt những dự án tập trung ngay từ đầu tháng 1, quý 1. Và với tham vọng của chị Hạnh đại diện cho bộ phận AIP, dự án phát triển MDRT miền Nam với tham vọng 200% số lượng MDRT trong năm sau, tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ làm một cách tốt nhất. Đã là đại lý của AIA, hãy là MDRT và tôi tin chắc miền Nam chúng ta sẽ hoàn thành tốt và có thật nhiều MDRT để anh chị xứng đáng với vai trò của một người đại lý miền Nam.